Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. FH300i đầy cá tính và phong cách ở phiên bản Bicolon. Thấy phong trào đang hot trong thời gian gần đây, một tay chơi xe ở Quy Nhơn đã dọn lại chiếc xế cưng của mình là Honda FH300i, trở nên cực kỳ độc đáo và cá tính hơn sau khi được khoác lên mình bộ cánh độc đáo với hình tượng chú Bicolon, hay còn gọi là gồng Pikachu. Đây là nhân vật khá nổi bật và ấn tượng. Cùng ngắm qua chiếc siêu phẩm tay ga độ độc đáo dưới đây nhé. Honda FH300i độ độc đáo ở phiên bản Bicolon. Ấn tượng nổi bật của chiếc FH300i đó chính là bộ cánh được in thêm bộ tem Bicolon đầy ngộ nghĩnh và dễ thương. Ngoài thân nền màu trắng, quả tiết chú rồng đã trở nên nổi bật hơn với bộ cánh màu vàng của mình. Ngoài bộ cánh độc đáo này ra, xe gần như giữ nguyên bản. Chiếc FH300i thuộc phiên bản 2002. Ngoại hình đầy hầm hố thể thao, được trang bị khối động cơ mạnh mẽ với dung tích 280cc, cho công suất 27,2 mã lực. Chiếc xe đầy cá tính ấn tượng phải không các chế? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹp lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share nhớ subscribe.